Video này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một dòng tinh dầu, đó là tinh dầu Bách Xù hay còn gọi là tinh dầu Đỗ Tùng đấy ạ. Thì rất là nhiều bạn đang muốn mua tinh dầu Bách Xù nhưng mà chưa biết được là không biết là cái màu sắc nó như thế nào này, mùi thơm ra làm sao. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cận cảnh cho các bạn về cái màu sắc của tinh dầu Bách Xù hiện tại mà bên cửa hàng tinh dầu Adline đang cung cấp đấy ạ. Về màu sắc thì cái màu nó khá là trong ạ, màu khá là trong nhá. Vàng trong nhẹ, vàng nhẹ đấy ạ. Mùi rất là thơm, thơm thì mình thấy có một chút thơm của mùi thông, tuy nhiên thì lại không giống mùi thông. Nó có một cái mùi thơm khá đặc trưng và dễ chịu. Hiện tại thì cái tinh dầu Bách Xù này đang được rất là nhiều các cái bạn làm nến thơm quan tâm về cái dòng tinh dầu Bách Xù này. Thì giá cả của tinh dầu Bách Xù này nó cũng không phải là giá rẻ đâu ạ. Hàng tinh dầu Bách Xù này là một cái hàng cao cấp và rất là hiếm. Thì tại cửa hàng bên mình, cửa hàng tinh dầu Adline sẽ có mẫu thử cho các bạn, thử trực tiếp tại cửa hàng. Còn nếu mà các bạn ở xa thì có thể vui lòng mua mẫu từ 10ml. Thì bên mình bán từ 10ml, 30, 50 và 100, 1 lít ạ, 5 lít, 10 lít. Các cái mẫu 10ml thì giá thành bên mình đang cung cấp, nó hỗ trợ cho các bạn là đang rơi vào dưới 200.000 10ml. Nên là các bạn nếu mà quan tâm ấy, thì có thể liên hệ sang cửa hàng bên mình để được tư vấn chính xác về cái tinh dầu Bách Xù nhá. Màu sắc đẹp. Hiện tại thì mình cửa hàng của mình đang ở Hà Nội và ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn.